Ôi rồi. Anh em làm nhanh nhờ, chưa gì đã được 4 cây, 5 cây rồi này. Đấy thì anh ơi, hàng này đi thật nhanh vào trong đấy là nhớ đi đây này. Đây. Hàng chọn cho khách này. Đây, lục bình thế này, uốn nguyên tiệc việc uốn là đã bao tiền rồi này. Đấy, còn thiếu lữ để lấp hố để đi cho dễ đây này. Thiếu lữ còn lấp hố để đi cho dễ. Không lấp hố kiểu bị vấp ấy. Cây to. Mà rẻ luôn. Vừa mới vào trong kia xong rồi. Xong rồi phát nai có một tí mà anh em đã xếp được 4 cây rồi. Đấy. Cái hàng này thì khênh được tay không cần cẩu, tại vì là nó có cái thân dưới kìa. Đây. Quất bây giờ làm gì còn 700 nữa, bây giờ rẻ hơn nhiều. Ông nào cũng bảo là định vị nhưng mà thôi, tôi phát trực tiếp như này còn hơn tiếp những ông ở đây. Đấy. Mình phát trực tiếp là mình bán được vào trong kia ấy, xong rồi cái việc vận chuyển này nó dễ mà nó nhanh. À đây, để tôi ghim bình luận vào cho. Tôi ghim bình luận cho mẹ nào nhỉ? Ghim nhá, ông nào hỏi giá tôi không ấy được thì là ấy nhá. Xếp 30 cây cho khách đấy. Ờ ghim nào cho mẹ nào nhỉ? Ờ. Từ từ đã nhá. Từ từ để cho tôi. Kéo ghim được. Anh nhá, cái thủy nó phải phụ trách cái vấn đề ghim. Ông tự đọc bình luận đi. Mẹ, bình luận tôi bình luận mấy bình luận rồi đấy. Đây, chọn cho khách 30 cây đây. Nhanh không? Ủa khát thế nhỉ? Đấy. Chưa, cái này là giá lên xe tại đây này. Đấy là giá lẻ đấy. Giá lên xe đây này. Đây, nhìn cây này. To chưa? Đúng rồi. Đấy, đúng là cái môi trường TikTok rất ghê nhá. Xe của thằng Hoàn Cận à, ghê thật. Ai cũng biết thế này thì chết thật. TikTok của toàn anh em gọi là lái xe. Nhưng mà ở trong Nam là người ta cái ghét 89 lắm nhá. Ghét cái biển 89 á. Bà con 89 là nói chung là nhận cước rẻ không? Toàn anh em ở Bến Tre, Bến Chiếc là biển 61, 6 miếc toàn ghét bà con Hưng Yên. Cho nên tôi mới bảo sống ở trên đời rất là khó. Báo giá rẻ anh em người ta cũng ghét. Mà kiểu người ta đang cước người ta đang cao ấy. Mà tự nhiên mình làm cho phát cước thấp là người ta cũng ghét. Bán đắt là cũng ghét. Mà bán cao cũng ghét. Nó trong cuộc sống rất là khó khăn. Đấy. Bà con cứ nhìn biển 89 này là bà con ở trong cái biển 61 này. Mẹ cái bọn biển 89 là phá giá chạy thì rẻ mấy thế nọ thế kia. Cho nên trong cuộc sống này nó rất là khó sống. Bán rẻ thì cũng không ai trao cho bạn giấy khen. Mà bán đắt thì là bà con sẵn sàng chửi lại luôn. Đấy. Hoàn hôm nay nó ấy rồi. Hoàn hôm nay nó chủ lớn ở nhà rồi. Thằng ấy nó lại đi chắc là lo rượu, lo chè xong rồi nó đi ngoại giao đấy. Nó đi ngoại giao. Đúng rồi, cái video kia tiếc thật, video toàn 1.200 người xem. Đau hết đầu. Để tôi chụp cái ảnh đã, tí nữa lại tiếp tục. Mới vào thị trường TikTok cho nên chưa biết là ghi bình luận kiểu gì.